Hello anh em nhá. Dịch đỡ đỡ nên team anh em mình bắt đầu vặt trở lại, vặt hàng tuần vào sáng chủ nhật hàng tuần anh em nhá. Địa chỉ là ở cổng chính. Cổng chính anh em nhớ là cổng chính, Google sợ nó chỉ bị sai anh em. Nếu mà không tìm được thì nhớ hỏi đến cổng chính chùa Lai Xá, Kim Trung Hoài Đức, Hà Nội nhá. 9 giờ sáng. Hoặc anh em vào theo dõi fanpage team Putka ở trên Facebook để cập nhật cái tình hình mà họp vật hay là không anh em nhá. Anh phát trực tiếp không? Không, anh phát trực tiếp bao giờ đâu. Quả vẫn cứng lắm. Đầu sai. Chả vật không gió là đầu sai. Chưa xuống. Rồi. Đừng có nhà giật thì cứ dãy như thế đó, cứ nguyên như thế. Hỏi là mỏi búa rồi. Mỏi búa. Xong, toàn vậy. Một tí nữa là toàn. Chuẩn bị toàn. Lấy xong cho này hết lực. Gần thua. Tớn ơi. Toàn. Gần thua rồi một tí nữa. Mỏi buồn. Lên vai. Vai giờ vẫn đang cao rồi. Lên vai. Rồi, lại được. Ôi. Huy nó cũng không tập tành gì đâu. Thôi Huy tay trái này. Đang mưa mà đây còn cây này nó đỡ đó. Mà chẳng còn nữa. Bóng mưa bé bé này là đẹp rồi. Chả sao. Chả bận. Anh Duệ nhìn ngón tay to. To. Nó rung. Anh rung tuôn lực lắm. Đợi mãi. Đấy, đánh mỗi chỗ này này. Đánh mỗi chỗ này thôi. Cái gì em chưa hiểu. Đánh như toàn đồ vật trong tùng ấy. Giải Giang là quê anh Hùng à? Lý. Anh Hùng theo chơi TikTok biết Giang đã. Anh Hùng không chủ động. Giật luôn anh Hùng. Năm. Liên tục à. Đấy, đúng rồi. Đấy. Chạm bài chưa? Không biết là chạm bài chưa nhưng mà anh không nhìn bên này gần chuẩn bị đúng không?
Ai à, lâu đấy nhờ. Một phút rồi đấy, gần một phút rồi. Ố. Đấy anh. Chưa. Đối chủ truyền kiếp à? Chủ trọ kìa. Chủ trọ bên này nhá. Chỗ ai bên này đi. Không đẹp đâu. Không đẹp đâu. Anh Bình đứng xếp hàng luôn, vào quê luôn anh Bình. Không mỏi rồi đâu. Đông thế. Ông ấy làm đấy. Một tí thôi. Có rồi. Cố lên, cố lên. Một tí nữa. Một tí nữa, thằng nào cố lên. Ngăn lỗ của chó. Đấm chết thằng nào luôn. Một tí nữa. À, được. Thôi. À. Anh không nhìn rồi. Go. Rất là tệ. Đang nhớ cùi chỏ đấy. Đang đá. Đang một lỗi rồi nhá. Vậy tôi bỏ vào tay rồi. Mình đâm tí vào đánh tôi cái tay trái nhá. Bỏ tay rồi. Còn năng cái tay trái. Xem nhưng mà. Chân phải nhầm cái này. Ôi giờ tay ăn khỏe. Xịt 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 sao ở đây anh ạ? Ăn đâm đều không? Hai bạn thằng này chưa? Tí ơi anh Hùng. Được. Nó hỏi anh Hùng ạ. Anh hùng dây cái trò về chỗ này cho em. Đấy, nữa đây. Rồi. Bắt đầu tấn công rồi nhá. Đánh trận này xong nghỉ luôn à? Nghỉ luôn, nghỉ luôn. Rồi. Rồi. Go. Ngáo ngư. Nó biền vậy lổn. Tay to. Anh không có tay trái được. Go. Chiều 3 tuần đó, không ai lũng ai lũng tiền. Vẫn sao tay to nhỉ. Dạng lên. Go. Sao bên nhìn lại kinh khó chịu nhỉ. Thôi xuống rồi. Thôi xuống rồi. Sợ đúng không? Cho mình đâu phải phòng cho tâm lý. Go. Chưa. Mày rồi. Được rồi em ơi. Đúng chân toàn rồi. Anh tin em. Đây là trận toàn mình nhé. Ôi. Mấy mấy hôm nay, mấy hôm nay chơi thể loại bền. Bóc chỗ đấy ok. Cũng bia một thùng. Một thùng dưới xe. Chuột cái này to kìa. Vào. Kinh ra. Xét thế nhỉ. Lúc nó quay dầu em cũng thu đâu. Cái thành nữa đây. Anh hùng sao không cứ ai rồi. Bước mạnh. Đấy như anh mưa ngay này. Tay. Muốn gì anh? Dâu. Dâu thì phải lên vùng Huỳnh á. Nó rồi, Huỳnh đó vật mạnh không? Ăn đây phải vật. Nó khỏe nó tao bóng. Phước khỏi tay rồi. Chưa. Con thằng cu về sao. Mạnh lắm đấy. Đùa không? Anh Hùng đánh cũng bảo đánh một mình em thôi mà. Đồng, ôi, đây là anh Hùng, anh Hùng thua, anh Hùng thua là anh Hùng bỏi rồi. Bỏi rồi. Ok. Go. Rồi. Ok. Rồi. Đấy. Hành rồi, bóc khỏe lắm. Anh thua đâu. Đâu đâu. Chém lúc nào mà ông mỏi quá, lúc nào ông kẹt mỏi quá, ông cứ đi đường nào, ông đéo đi đường nào, anh ông tìm vui trò về gần mình nhá, về bên kia nhá. Làm áo đơn hàng, anh thích áo cổ mà đéo là áo cổ. Để xem nào đấy. Đang đi hội xem anh em là làm thì chuyển tiền xong rồi. Ai đến đấy vật thì mới làm, chứ con không phải là bản linh tinh.
quyền. Anh có tên đúng không? Không có tên. Khó lắm. Cái chất liệu của nó khác, cái chất liệu của anh còn lôi ra nó không lôi ra được. Em Go. Em không biết được, em còn chưa nhìn cái áo hoài tĩnh ở đâu. Cái nắm mẹ đi, ai chụp? Chụp không nắm được. Anh chụp tay tôi như thế phức này cần thì phải đang mình gọi tay nào nhỉ? Không hiểu luôn, không nhớ. Ông này Ninh Bình. Nhìn không quen, xuân cu rồi. Được rồi, hai tuần khỏi. Tầm ít đi thôi. Hai tuần là còn ít đấy. Anh đừng vật mà nói anh vật mềm thôi cho anh Tùng lên rồi. Em á, yếu lắm. Em không vật được ai bao giờ đâu mà. Anh ăn đi làm anh để nguyên lắm cày lên mặt. Chưa, nữa đi nữa. Chưa được rồi. Go. Đột phá chết luôn. Nhẹ lắm. Ngồi bên. Đang. Phong thủy. Đi theo đi. Đang có rồi. Đó. Đi đây, đây. Cổ tay chưa được. Tốt đấy nha. Chưa được, cổ tay chưa được. Vậy cẩn thận anh ấy. Chưa được, chưa được, chưa được em. Chưa được. Chưa được tay anh vẫn cổ tay. Rồi. Go. Đừng giống vai cờ thong nhở? Không không chưa cầm xuống. Tay ngắn. Con trai à? Sao vẫn chưa thấy kéo cứ kinh điển đông mắt gì đẹp lắm có cái thẻ đây là cũng đẹp lắm nào mong nhá đi mong nhá bìa nó chấp đi nữa thôi ngồi ăn vui rồi. Bắt một thế. Thế này đứng tóc đang làm sao được. Bàn này cao rồi, chuẩn rồi. Cái bàn Mỹ Đình cao tận đây em. Tiếp. Bàn tính đấy, đúng 1 mét đây là 1 mét linh tư. Nó khỏe lắm. Cái nhanh phải không? Đường thẳng. Từ chỗ mày ra đây cũng có 40 cây à? Không. Thì vào đây cùng Hà Nội bỏ anh không ổn mà đến vật anh thì cho anh Tùng mày lên anh phải lên sớm. Go. Căng quá. Ok. Go. Nói câu nữa này như tôi không tốt được. Hạnh mà móc thôi. Hạnh mà móc thôi. Anh mới thấy lý to. Đấy là lý to kìa. Ai đổ lý to. Em biết mình tim nhỉ. Ai đổ lý to. Bốc này đợt trước bốc lên lại. Em chỉ đọc mỗi. Go. Có bình luận nữa đấy. Bình luận chưa. Thấy như giải đông đảo. Bạn chụp tôi à. Bạn chụp tao. Đang với tao. Làm nhiều tim rồi. Còn năm đấy mày đẹp. Tao chưa có tôi cứ. Ê, nhà ông bảo ở. Không ăn được. Chán. Kéo đấy mà. Cái này lâu rồi. Bước này phải kéo vào cái chỗ này nó lâu lắm rồi. Bao giờ cái này nó kéo lên này. Anh ơi. Lên gì? Mày mẹ chưa không phải 5 cân. Rồi là kinh rồi. Tham. Đang dư. Rồi Phương ơi. Chưa rồi.
Phần nữa. Trời ơi, người đi tay ở lại. Đây lực đu được, đu được. Kinh móc này, kinh móc. Được đấy, được đấy. Được đấy. Kiểu này kiểu lái. Anh Hùng hơi tay tay cao rồi đấy. Anh Hùng ép sát vào. Kéo vui trò về sang đây ra. Đu này, đu này nó nhẹ, nó chết rồi đấy. Đấy, chết, anh Hùng mất cao rồi đấy. Anh Hùng nên lại nhìn được. Định nhảy lên bàn à? Giang định nhảy lên bàn. Lê Vôn vật sang làm nhẹ bàn nắm bàn đi ạ. Ngôi nhà đây. Mời mà co hai chân khỏi mặt đất là lỗi đấy. Thua rồi. Dùng chân hỏi cục hai em. Đấy. Đấy đấy. Con. Máy khâu Vĩnh Phúc, máy dập Vĩnh Phúc. 100 tim. Chưa? 20 tim. Chưa, còn đi. Cú giò ra. Chưa. Đấy, được. Ai tốt rồi đấy. Anh Minh Hùng bỏ cổ. Được. Anh Hùng bỏ cổ. Hết lực rồi. Bỏ ngón ra, răng bỏ ngón ra. Nhắc được bỏ ngón ra. Đúng rồi. Đấy. Chưa. Bỏ ngón ra. Đang tốt về móc lại. Chưa. Gói lên ra. Gói lên. Này đấy. Wow. Cái Vĩnh Phúc này là nó hay có cái chơi cho bài đấy nhỉ. Này đấy. Mở ngón lên. Win là chủ tim đấy. Thua không có gì đâu. Go. Đây hôm nay là nó tháo rồi. Chết luôn. Chưa? Lan xem được chưa ta? Rồi. Go. Ui, cao quá. Chém à. Ui, cao. Gồng lên, tập trung vào. Tập trung vào mấy ngón này à. Tập trung vào. Huỳnh và chưa đây Huỳnh. Không biết đó, đứng với anh sợ. Anh đến nách. Còn không biết tiếng Anh nói chưa. Cái nói tiếng Việt đấy. Gặp đầu rồi, gặp đầu rồi. Nghe đứng ngoài hắn thôi. Nhưng mà tôi nhận quá. Nồi. Cái này tháo khẩu trang ra nhìn. Nghe nó biết cười không. Cho khẩu trang hạnh cho một thằng đã hư rồi. Đen. Nặng nhé. Tiêm sóng thiếu ở đâu nhỉ? Phải không? Tiêm sóng thiếu ở đâu? Về bên toàn tí đi. Được rồi, giữa rồi. Go! Không lắm lại, không... Go! Lắm mà. Gần. Nhớ gia đình à? Ờ, xa thế. Cảm giác của... Tiếp tục lắm rồi, tiếp tục vật. Go! Chạy xuống nữa đi. Giữ im thế thôi. Xuống rồi. Thừa rồi. Nãy rồi. Nữa. Go. Kỉnh vắc. Ui, nhắm mắt thế thì chưa thường cười quá. Xuống rồi đi. Rồi rồi anh. Thế tốt hôm nay chưa? Thế tốt. Tốt hơn. Tiếng của em phải đóng trước. Thì không được hỏi là người nào đóng là trước. Xoay ra, xoay mua tay ra. Cổ rất dị. Nhìn thẳng. Cái xương to đúng không? Cái xương dưới to cực. Nhìn thẳng rồi nhưng mà cảm giác vẫn là mở ra trước. Một cái là cong hẳn. Nhưng mà hình là hình vuông chứ không phải là hình chữ nhật. Cứ. Ui trời. Ui trời. Go. Ôi giời ơi, cục rồi. Cục quá. Thôi, lại nghỉ 2 tháng rồi.
Phước lôi cùi chỏ về. Không lôi được, tao lôi là mất cốc lôi này. Vào máu rồi. Nhìn xương rất là kinh khủng luôn. Nhìn xương rất đẳng cấp luôn. Go. Anh chủ à. Go. Đấy. 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 Không được cười, mới vào trong năm ta thích thôi, ta chưa vào tới giờ rồi. Cứng lắm, cứng phết đấy. Nè à? Nè, nè, đòi mái đi. Cứng lắm, không tay. Cứng phết đấy, 1 giây vào là cứng đấy. Không dạy thử đi. Cùng đâu đầu năm ấy. Múc như gà công nghiệp. Chưa Hoàng? Chưa. Chưa bạn học chứ. Tôi dí nhá. Dí đi. Vai đẹp, vai đẹp, vai đẹp. Vẫn vai trên. Đánh luật Mỹ. Đánh luật Mỹ xuống như thế này. Tổn ạ. Đánh như ngủ lên. Bây giờ chúng đức này. Đi Tuấn. Vào đánh với giả chúng đức này. Đây người kìa. Ép đi. Đi em mượn anh Thịnh rồi. Anh giờ anh đéo nào bàn đâu. Đi mẹ đưa ra không ngoài chân rồi. Hắn thôi không chơi đầy vải đâu. Thành tầm săn mình tấn rồi. Vào một hit một tấn anh Tuấn. Anh Thành bị tấn một tiếng được không à? Tôi đánh mắt một mỏi tay. Chưa à? Em bỏ cổ mất cỏ. Lên vai, lên vai anh Thành. Lên vai nữa chứ được. Rồi ok. Và lên nữa đi. Lên nữa đi. Lên nữa đi. Thẳng tay rồi kìa. Lên tí vai nữa, lên tí vai nữa. Lên vai. Tay thẳng rồi. Chú trỏ ra rồi. Rồi, xuống đây.